loại thuốc này Nhung chỉ sẽ bán đúng một dòng này thôi, Nhung không bán dòng khác nha. Nhung không bán dòng nào khác hết, Nhung chỉ bán đúng hàng Pharma của công ty Samsung Pharma. Và cái dòng này thì là dòng hộp gỗ. Trên thị trường cái dòng hộp gỗ người ta rất là ngại, người ta rất là ngại bán. Lý do là tại sao? Tại vì hộp gỗ ship nặng thấy màu nội luôn. An Cung Ngưu Hoàng này mình mua một hộp bên Nhung á là 97 đồng, mua 2 hộp với giá 174 đồng và mua 3 hộp thì có giá là 240 đồng. Hàng hộp gỗ mà Nhung bán được giá này là Nhung cũng đã cố gắng hết mức có thể rồi. Ok mọi người, hàng hộp gỗ nha mọi người nha, nhớ giùm em hộp gỗ. Và cái sản phẩm ở trên này, trên cái mọc của công ty, mọi người nhìn kỹ cái hộp này, ở trên đây của công ty nó sẽ có 3 dấu mọc của công ty ở trên này. Ok chưa mọi người, nó sẽ trước tiên hết nó sẽ có 3 dấu mọc. Dấu mọc đây là nhà máy sản xuất GMP, dấu mọc này là của bên chứng nhận về của Bộ Y tế. Và cái dấu mọc này là hàng của hãng. Và cái này mình sẽ có tem bảo hành và mã số của từng hộp nó nằm ở trên đây. Đặc biệt nhất là mọi người, Nhung sẽ dùng cái này, Nhung quay yên nhàng nha, Nhung sẽ dùng cái này để Nhung ấy cho mọi người. Khi mọi người scan nha, khi mọi người scan cái logo, mình khi mà cái tem này khi mọi người scan nè, bình tĩnh. Thì mọi người thấy không? Cái QR code nó sẽ hiện lên, thì mình sẽ bấm nó. Nó sẽ chạy trực tiếp về cái website của chính hãng luôn. Ok mọi người, khi mọi người về website của chính hãng thì Nhung show cho mọi người cái, mọi người vào cái functional food là của hãng Samsung, của công ty Samsung Pharma, mọi người thấy nha, đây là của công ty Samsung. Và cái sản phẩm này nó nằm ở trang thứ hai. Hiện nay cái hàng An Cung Ngưu Hoàng này, cái hộp y như vậy chỉ có một cái duy nhất là ở trên trang của hãng là ở đây. Và cái hộp nó sẽ phải là y chang như cái hộp này. Mọi người thấy nó sẽ phải là y chang như cái hộp này dùng như Nhung. Thấy mọi người. Yeah. Thì cái này là cách để mọi người ở đây. Và thậm chí ở trên hãng nó có ghi nguyên một cái tiếng Việt mọi người ơi. Hổ thân tôi ghê, khi mà tôi đọc cái này xong tôi cảm thấy mình rất là không biết phải dùng từ gì để nói. Tại sao mà bao nhiêu ngôn ngữ chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt ngay trang chính thức của hãng Samsung Pharma. Lý do là tại vì hàng này bị Việt Nam giả mạo rất là nhiều luôn nha mọi người. Warning từ chính hãng là sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ một cái sản phẩm nào không có cái hologram và cái QR code của chính hãng. Nếu như phát hiện ra sản phẩm giả mạo thì là sẽ có vấn đề về luật pháp. Và sản phẩm này ở phía đằng sau sẽ là một dọc những cái logo của công ty và những cái chứng nhận của công ty ở đây. Và mọi người nhìn thấy cái hàng factory manufacturer nó ở đây. Tháng 2 năm 2025 là hàng này là hàng. Thường một cái sản phẩm này nó sẽ là bảo hành 2 năm, hàng sử dụng 2 năm. Thì cái này tháng 2 năm 2025, cuối tháng 2 này, 24 tháng 2 năm 2025. Thì hàng này là hàng vừa mới sản xuất, bây giờ mới tháng 5 thôi mọi người. Thì cái này là hàng vừa sản xuất năm 2023 và khoảng cuối tháng 2 nó sẽ là đây là mã số của nó, đây là mã số ngày sản xuất của nó, vừa mới sản xuất vào hồi tháng 2. Thì cái hạn sử dụng của nó sẽ là đến ngày 2025. Đây là nutrition fact của cái sản. Rồi ở đây khi mọi người lật ra nó sẽ là như vậy. Cái tờ giấy này nữa, chưa kể cái tờ giấy in này nha, chưa kể màu sắc in. Cùng một hãng, đúng hãng thì nó sẽ ra đúng cái màu này. Nó màu hơi màu đồng và nó có một cái ánh màu xanh. In giấy cái màu mực mà màu color là một cái màu chuẩn mực của mỗi công ty. Cho nên là khi mà, tại vì Nhung cũng sản xuất hàng, cho nên Nhung mới hiểu được những cái phía đằng sau của những cái sự in ấn này, nó cần có cái màu gì nó mới ra được màu này. Thì mình sẽ thấy này nha, đây là màu hơi màu xanh cho em. Rồi, đây nha, thì mình sẽ cho mọi người xem tất cả các hộp nó sẽ đều phải giống nhau. Tất cả các hộp nó sẽ phải đều giống nhau, mọi người nhìn thấy không? Cái thép của nó là chỉ có một miếng thép nằm chính giữa, không có dán linh tinh. Mọi người nhìn thấy cái màu sắc của cái gỗ không? Mọi người nhìn thấy cái màu sắc của cái gỗ này nó sẽ là giống nhau nha. Những cái hộp này cái màu sắc của nó sẽ là tương đồng với nhau, nó sẽ là màu nâu lạc như thế này. Cái độ in ấn của nó sẽ là màu của cùng một loại gỗ. Theo như ở thị trường á là có những cái loại nó sẽ
màu đậm hơn. Cái màu gỗ nó không giống cái loại gỗ người ta xài thì nó sẽ là màu gỗ bị đậm hơn nha mọi người. Nó sẽ là không phải như thế này. Vì Nhung tin rằng cái sản phẩm người ta làm ở trong một cái hộp gỗ như thế này là có lý do của họ. Thậm chí Samsung hiện nay đang có một loại là nó làm để mà cho nhẹ cân hơn, thì nó sẽ làm qua một cái dòng sản phẩm khác. Nhưng cái dòng sản phẩm này vẫn là dòng sản phẩm premium của nó mọi người. Nhưng giống như sản phẩm, bất kỳ một cái sản phẩm nào thì nó cũng sẽ có một cái dòng premium là cái dòng high-end và một cái dòng mà thấp hơn một chút xíu. Cùng tính năng nhưng mà nó vẫn có dòng high-end gọi là premium, và dòng dưới nó sẽ là dòng bình thường. Thì cái dòng này nó vẫn là premium product nha mọi người, premium product. Và trong mỗi một cái sản phẩm như thế này, như mọi người nhìn ở đây, cái hộp khi mọi người nhìn á, mọi người nhìn cái hộp này á, nó sẽ là của chính hãng, nó sẽ là như vậy. Và mọi người cứ để ý đi, ở trong mỗi cái viên thuốc như thế này, nó trong này nó sẽ là những viên thuốc tươi. Và trong một cái hộp gỗ như thế này thì cái viên thuốc tươi của nó sẽ được giữ gìn cẩn thận hơn và giữ được lâu hơn ở cái độ gọi là không bị tan, không bị biến chất. Khi mấy chị đổ để trong một cái hộp này á thì nó sẽ không bị ảnh hưởng của cái nhiệt độ ở bên ngoài. Mọi người nhớ không? Cái này nó sẽ không bị ảnh hưởng của nhiệt độ ở bên ngoài, là không bị nóng quá hay là không bị lạnh quá. Nó làm cho cái sản phẩm ở bên trong bị biến chất. Thì cái sản phẩm này là một cái hộp mà nó giữ nhiệt được tốt nhất cho sản phẩm bên trong. Ví dụ như nó là những viên thuốc mà là viên thuốc viên viên cứng, kiểu như là mấy cái viên thuốc mình uống hàng ngày đi, thì nó có thể là để trong hộp nhựa hay là hộp gì đó, nó không quan tâm tại vì nó không bị biến chất. Nhưng cái này mặc dù nó để ở trong cái gói bọc là gói mà làm bằng aluminum, tiếng Việt mình gọi là gì ha, nhôm hả, nhôm ấy hả, nhôm hả, nhôm tiếng Anh thì không rành mà tiếng Việt thì không trôi mọi người ạ. Rồi tiếng Anh không rành tiếng Việt không trôi, đừng chửi nha, lâu lâu cũng hơi bị lạc quẻ lắm đúng không. Aluminum chỉ nó là thì cái nó giống như là cái loại này là sử dụng rất nhiều ở tại Hàn Quốc. Tất cả những cái gói này ở bên trong nó đều có tráng bạc, tráng cái lớp aluminum ở bên trong để cho là không có vi trùng á. Cái lớp này á nó không có phải là để chống cho không bị chảy, mà là chống để cho cái vi trùng không phát sinh ra ở bên trong những cái sản phẩm. Thì hầu như mọi người sẽ thấy là những cái sản phẩm ở tại Hàn Quốc là những cái gói như thế này rất là nhiều. À, trong cái sản xuất là nó rất là nhiều. Trời, năm nay Nhung đi qua Hàn Quốc, Nhung hứa với mọi người là Nhung sẽ đi vào nhà máy và Nhung sẽ cho người ở trong nhà máy để mà giải thích cho mọi người nhiều hơn về những cái này. Tại vì Nhung đi sản xuất hàng là bao nhiêu năm nay, từ cái vấn đề về printing, tức là về vấn đề về in ấn sản phẩm, cho tới cái vấn đề cho đến cái khâu mà chọn lựa bao bì và thiết kế là Nhung là người lựa chọn, thì Nhung mới phát hiện ra được, nói chung là học được nhiều thứ về cái vấn đề về in ấn. Mọi người nhìn thấy những cái hộp như thế này nè, cái in ấn dễ lắm, tức là cái bao của nó sẽ chỉ là ở trên một cái nền trắng, giấy sẽ là một cái nền trắng rồi mình in chữ lên thôi. Nhưng mà để in ra được những cái màu sắc, mọi người thấy một cái hộp mà để mà in ra được nhiều màu sắc này, trên cái hộp này của Nhung mọi người đếm bao nhiêu màu đấy, mọi người thấy không? Trên cái hộp này nhà Nhung là giấy in nền đen, nhưng mà làm sao để in lên được cái màu bạc, màu gô này, rồi có thêm cái màu tím này ở trên đây nữa, thì Nhung phải dùng 3 loại giấy khác nhau mix lại nó mới ra được cái màu như thế này. Nó rất là cái những cái loại nào mà liên quan tới giấy bạc á, ví dụ như cái này nè, giống như mà in qua cái hàng này nè, là mọi người nhìn thấy không, mọi người nổi ở đây mọi người nhìn thấy không, cái này là giấy gô nè. Xong rồi mình phải dùng một cái lớp màu đỏ. Mình sẽ dùng một cái lớp màu đỏ để mình ép nó lên cái giấy màu đỏ này là giấy khác. Thì khi mình in á, thì cái giấy màu gô nó nằm ở bên dưới và màu đỏ ở trên. Và cái này phải là một cái loại giấy khác để mình match như đây. Khi mà ra cái khâu in ứng á, nó rất cực kỳ khó chịu nha mọi người. Rất khó chịu để mà ra được nhiều màu á. Và mình sẽ có nhiều cách in. Đây, cái này của Nhung là hồi Nhung in á, là Nhung cũng có request cho chữ nổi, nhưng mà mắc tiền quá cho nên không làm chữ nổi được. Cho nên hồi nãy cái hộp mà của bên Khai Quang Đông á, Nhung mới nói là họ in cái đó là để vừa chống giả mạo và vừa để mà làm thành cái logo riêng của họ, tại vì hãng lớn mà, thì họ mới họ cái số lượng họ sản xuất nhiều hơn thì họ mới làm được cái chuyện đó. Còn bên Nhung là sản xuất chỉ có vài ngàn hộp thì như vậy thôi.
Rồi, ở đây là An Cung Ngưu Hoàng. Đây là một trong những sản phẩm mà tại vì chúng thấy ở trên thị trường. Mọi người ơi, mọi người cứ việc scan cái này nha. Mọi người mua hàng về, mọi người scan trực tiếp vào cái ba này nè. Ok, mọi người scan nó có cái ba code ở đây. Mọi người scan trực tiếp, mọi người vào trong website của chính hãng của công ty Samsung Vật Ma, thì mọi người sẽ tìm thấy cái sản phẩm này ở trên website của công ty Samsung Vật Ma.